Thế là hôm qua tôi lỡ bị khám phá ra bộ môn poker, thề với cả các bạn. Thì tôi đã hứa với cả lòng là tôi sẽ đéo, bây giờ tôi không biết chơi. Thì tôi hứa với cả lòng là tôi đéo chơi cái bộ môn này rồi. Bởi vì tôi nghĩ là kiểu ngồi chơi với cái đấy nó bị thề ngập vãi cả lìn. Thề với cả các bạn, thế là xong thế nào là hôm qua tôi lại bị dê. Chơi thử đi xem nó có vui không, đúng không? Mọi người ngồi chơi đây, lại không ngồi chơi à? Ok, chơi nhà. Thế được rồi. Đã ra xong được rồi, tôi ngồi, tôi thề với cả bạn, tôi không biết chơi, tôi cất với cả các bạn luôn. Nên thôi tôi ngồi xem mọi người đánh một lúc, hiểu thì mẹ trò này có cái lôn gì đâu à. Thế là kiểu dạng như vậy. Đó là hình dung như thế, thế là tôi bắt đầu bị sa đà. Và tôi, ủa, tôi sai thế nhờ. Thôi, đừng có rủ cho mấy cái bộ môn này nữa, ngồi bực mình lắm. Thế là thôi, đỡ thế lìm nào được. Không, nhưng mà thật ra tôi hiểu. Chủ yếu là tôi chơi ở đây để tôi hiểu về cái tính chất của trò chơi nó như thế nào. Và rồi thì kiểu tức là bởi vì kiểu tôi hay thích đọc cái mấy cái trò nó liên quan đến kiểu tâm lý con người hay là như thế nào đấy, và rồi cái thế trận nó phải như thế nào ấy. Thì sau cái hôm qua tôi ngồi tôi trên đây khoảng vài tiếng, thế là tôi cũng đã phát hiện được ra một vài, hôm qua tôi thắng luôn, tôi thật cả các bạn luôn. Thế nó mới là thế rồi luôn. Ta lần tôi nói thật cả các bạn, nhưng mà chủ yếu là tôi tìm hiểu cái bộ môn này nó sẽ hoạt động như thế nào thôi. Và kiểu tôi không biết một cái gì về cả bộ môn đấy, tôi cũng nhận ra được vài thứ. Thì mẹ thằng lồn nhiều tiền là thật thắng. À không, tức là nhiều tiền ở đây là phải mẹ thằng nào mà cứ trải qua giai đoạn early game ấy, tôi thật cả bạn dễ chơi vậy luôn. Thì nhưng mà cái bộ môn này nó cũng quên, nó cũng hay. Nếu không ai thằng đâu à, tôi có biết gì đâu. Thế nhưng mà nghịch nghịch thôi, nhưng mà tôi không phải là cái dạng mà nghiện đọc, và tôi nó thật cả các bạn như hồi xưa suốt ngày ngồi trẻ con, ngồi xếp binh, ngồi đánh tá lạ. Tôi chắc là các bạn có thể ngồi 2-3 đêm được. Một người một bao thuốc không nói nhiều, các bạn hiểu không? Mặc dù chơi đúng kiểu văn nghệ, chơi văn nghệ búng tay ấy. Thế nên là, nhưng mà vẫn vui, các bạn hiểu không? Búng tay, vãi luôn, bịt mãi. Búng sưng con mẹ phù lên, các bạn nhìn tôi béo như này là hồi xưa tôi chơi búng đấy. Búng sưng người, các bạn hình dung như vậy. Búng cho béo con mẹ là người lên, nó mới bị sưng phù hết đấy. Chứ không phải là sao tôi béo, tôi ăn nhiều hơn là như thế nào đâu.